Hello, xin chào tất cả các anh chị đang đến với kênh ATP Club Channel. Hôm nay mình sẽ làm video về phân tích các mã cổ phiếu trong rổ VN30 từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3. Thì đầu tiên chúng ta sẽ là phân tích về chỉ số VN30. Về chỉ số VN30, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về VN30 á, thì nếu mà trong tuần tới, nếu mà nó giữ quanh cái mức, nếu mà giá nó không thấp hơn ở mức là tầm 673 thì nhiều khả năng là trong tuần tới nó sẽ cho một cái nhịp hồi. Thì nhịp hồi ở đây thì có khả năng là nó sẽ lên lại được là tầm cỡ là 735 cho đến mức là 760. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua các mã cổ phiếu trong rổ VN30. Thì chúng ta đầu tiên là về mã BID. Về BID á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về BID á, thì nó đang có mức hỗ trợ trong trung hạn đang là ở mức là 33, từ 35 cho đến mức là 33, thì đây là vùng hỗ trợ của BID. Thì về chiến lược cho mã BID trong tuần tới thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh cái mức này và đặt mục tiêu kỳ vọng được. Thì đặt mục tiêu kỳ vọng thì nó sẽ lên được tầm cỡ là 39 cho đến là vùng 41. Thì đó là chiến lược cho mã BID. Tiếp theo là chuyển qua mã BVH. Về BVH á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu BVH này á, thì nhiều khả năng là trong tuần tới nó sẽ có một cái nhịp hồi thôi, nhưng mà bởi vì trong cái đồ thị trong trung hạn và đồ thị dài hạn của nó đều là một xu hướng giảm, thì vậy á, thì mình đã tham gia mua mã cổ phiếu BVH này thì khá là rủi ro, thì nên tốt nhất là mình nên đứng ngồi về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu CTD. Về CTD á, thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì kháng cự của CTD đang là mức là tầm 60. Nếu mà vượt qua được mức 60 này thì nhiều khả năng là lên được 73. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu CTD này á, thì tốt nhất là chúng ta khi nào mà giá nó vượt qua được tầm cỡ 60 thì chúng ta hẳn quan sát và chúng ta mua vào. Còn hiện tại thì bởi vì ở trong cái xu hướng trong trung hạn và xu hướng dài hạn của nó thì nhiều khả năng là nó sẽ giá nó khả năng là nó sẽ test lại quanh cái vùng là vùng 47 này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu CTG. Về CTG á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một cái xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm mạnh. Thì về CTG á, thì nó đang có mức kháng cự là mức là 24. Đó, thì mức kháng cự của nó đang là tầm cỡ 23 đến mức là 24. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu CTG này á, thì về chiến lược cho mã cổ phiếu này á, thì chúng ta có thể là canh ăn sóng hồi của nó. Nếu mà với điều kiện là CTG nó không có phá ở dưới cái vùng 20.2 này thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua vào và đặt kỳ vọng được là lên tầm cỡ 23 cho đến là 24. Thì đó là chiến lược cho mã cổ phiếu CTG. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu AIB. Về AIB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về AIB á, thì nó đang có mức kháng cự là mức là 17.2. Và còn hỗ trợ trong trung hạn là đang là mức là tầm cỡ 16. Nếu mà cái mức hỗ trợ 16 này mà 16.1 này mà bị phá thì nhiều khả năng là giá sẽ giảm về quanh mức hỗ trợ trong trung hạn là mức là 14. Thì về chiến lược cho mã AIB này á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức là từ 14 cho đến vùng 16 và đặt mục tiêu kỳ vọng được thì lên lại là tầm 17, 17.1.
Thì đó là chiến lược cho mã cổ phiếu AIB. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu FPT. Về FPT thì xu hướng hiện tại của FPT đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm mạnh. Thì về FPT thì nó đang có mức hỗ trợ quanh ở mức là từ 47 cho đến mức 48. Còn nếu có mức mà hỗ trợ 47 mà đến 48 này mà bị phá thì nhiều khả năng là giá sẽ tiếp tục giảm về quanh mức từ 35 cho đến mức là 40. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu FPT này á, thì mà nếu trong tuần tới nếu mà giá nó không có thấp hơn ở quanh mức là 445 thì chúng ta có thể, và giá nó vượt qua được trên 48 thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua vào và đặt mục tiêu kỳ vọng được là lên được tầm cỡ được 52, từ 51 cho đến mức là 52. Thì đó là chiến lược cho mã cổ phiếu FPT. Tiếp theo là chuyển qua mã GS. Thì về GS thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về GS á, thì nó đang có mức kháng cự là mức là 74.5. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu này á, thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này, bởi vì xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn của nó đang là một cái xu hướng giảm, thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là HDB. Về HDB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu HDB này á, nếu mà trong tuần tới nếu mà giá nó không có thấp hơn tầm dưới 21 thì nhiều khả năng là nó sẽ cho một sóng hồi, thì khả năng là sóng hồi nó có khả năng là lên được là tầm cỡ 25 cho đến mức là 25.5. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là HBG. Về HBG á, thì xu hướng hiện tại nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm mạnh. Về HBG á, thì nó đang có mức kháng cự đó, đang là có quanh mức kháng cự là từ 19.4 rồi. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu HBG này á, thì nếu mà trong tuần tới mà giá mà nó không có thấp hơn tầm cỡ 17.9 thì nhiều khả năng á, là trong tuần tới nó sẽ cho một cái nhịp hồi, thì nó sẽ có nhịp hồi là quanh lên lại là quanh mức là tầm cỡ 20.8 cho đến mức là 21.5. Đó, thì đó là về mã cổ phiếu HBG. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu MBB. Về MBB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về MBB á, thì về MBB thì nó đang có mức kháng cự là quanh mức 18 này. Thì về MBB thì nhiều khả năng á, là trong tuần tới nó cũng sẽ cho một cái nhịp hồi điều chỉnh lên lại quanh mức là từ 18 cho đến là mức là tầm cỡ 18.5. Đó. Thì với điều kiện là MBB này nó không có giá thấp hơn ở mức là 17.5 trở xuống. Tiếp theo là chuyển qua mã MXN. Về MXN á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng đi ngang và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy. Thì về MXN thì nó đang có mức kháng cự là ở mức là 55.
Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu MN này á, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên chờ khi nào mà giá nó vượt qua được mức là tầm cỡ 52 thì chúng ta có thể là mua vào và đặt mục tiêu kỳ vọng được là lên là được 55 đó. Nếu mà vùng vượt qua được vùng 55 này á, thì nhiều khả năng là nó sẽ lên lại được là vùng vùng 64. Thì đó là chiến lược cho mã cổ phiếu là MN. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua mã cổ phiếu là MWG. Về MWG á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm mạnh. Thì về MWG á, thì nó đang có mức hỗ trợ là mức là tầm cỡ 75. Đó, thì đây quanh đây là mức hỗ trợ của nó. Thì nếu mà ai muốn đầu tư trong trung hạn và dài hạn về mã cổ phiếu MWG này á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh cái mức này, bởi vì ở trong xu hướng trung hạn của nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng. Còn về chiến lược cho tuần tới á, nếu mà MWG trong tuần tới nếu mà nó giữ được quanh mức trên 70 75 này thì nhiều khả năng á là nó sẽ cho một cái nhịp hồi, và nhịp hồi của nó có thể là lên lại được là tầm cỡ 87.5 cho đến mức là 91.5. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu NVL. Về NVL á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu NVL này thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài và chờ cái tín hiệu ngắn hạn đảo chiều, thì chúng ta có thể là xem xét chúng ta mua vào thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là BLX. Về BLX thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu BLX này á, thì khả năng á trong tuần tới nếu mà giá mà nó không có thấp hơn quanh ở mức là tầm cỡ 34 á, thì nhiều khả năng là nó sẽ cho một cái tín hiệu là một tín hiệu hồi hồi lên. Thì khả năng là nó sẽ hồi ở quanh mức là từ 40 đó. Nếu mà vượt qua được vùng 40 này thì nhiều khả năng là nó sẽ lên lại được là tầm cỡ 43 43.6. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là BNG. Về BNG á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Về BNG á thì nó đang có mức quanh mức hỗ trợ trong trung hạn là ở mức là từ 52 cho đến mức là 57. Đó, thì nếu mà ai muốn nắm giữ trong BNG trong trong trung hạn và dài hạn á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức 52 cho đến vùng 56 này. Còn về chiến lược cho mã cổ phiếu BNG trong trong tuần tới á, thì nhiều khả năng nếu mà giá nó không có thấp hơn tầm cỡ vùng 59 thì nhiều khả năng á, là nó sẽ cho một cái nhịp hồi. Thì nhịp hồi của nó có khả năng là lên lại được là tầm cỡ 60 69 cho đến mức là 71. Tiếp theo là chuyển qua mã BLW. Về mã BLW á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về về mã BLW này á, thì nhiều khả năng á, là trong tuần tới nếu mà nó cho một cái tín hiệu hồi á, thì nhiều khả năng là nó sẽ hồi quay lên lại là quanh mức là tầm nó khả năng là nó sẽ hồi quanh về mức là tầm cỡ 9.1 cho đến mức là 9.4. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là RAE. Về RAE á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Về 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 RAE á, thì nó đang có mức hỗ trợ là quanh ở mức hỗ trợ là ở mức là 26.2 cho đến mức là 27.4. Thì nếu mà chúng ta muốn nắm giữ trong trung hạn và
chúng ta nhắm thị trong trung hạn, chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức này. Còn về trong ngắn hạn hơn á thì nhiều khả năng là nếu mà tuần tới, nếu mà giá nó không có bị phá ở dưới mức là 26 thì nhiều khả năng là nó sẽ cho một cái tín hiệu là điều chỉnh, tín hiệu hồi điều chỉnh là khả năng là lên được được là tầm cỡ 30, 30.5. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua mã RSI. Về RSI á, thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cái mã cổ phiếu RSI này á, thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài, bởi vì mã này nó liên tục, nó càng ngày nó càng phá đáy, nó đi xuống, thì vì vậy thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là SAB. Về SAB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Về chiến lược cái mã cổ phiếu này á, thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài, bởi vì trong xu hướng ngắn hạn thì nó vẫn chưa cho dấu hiệu đảo chiều, và còn trong trung hạn thì nó đang là một xu hướng giảm, thì vì vậy là tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là FPT. Về FPT á, thì xu hướng hiện tại nó đang là một xu hướng tăng. Trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về FPT á, thì nó đang có quanh mức kháng cự là mức là tầm thì nó đang có mức kháng cự là mức là tầm cỡ 19. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu FPT này á, về chiến lược cho mã cổ phiếu này thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài, bởi vì nếu mà nó chỉ cần mà trong tuần tới, nếu mà giá nó tiếp tục nó phá đáy đi xuống thì nhiều khả năng là nó sẽ cho tiếp tục là một cái tín hiệu giảm. Thì vì vậy là để tránh rủi ro thì chúng ta nên nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là SHI. Về SHI thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu SHI này á, thì nó càng ngày nó càng nó hiện tại là ngày nào tất cả các phiên là nó đang liên tục nó phá đáy, nó đi xuống rồi, và trong trong khi đó là ở xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn của nó đang là một cái xu hướng giảm, thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là STB. Về STB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về STB á, thì nó đang có mức kháng cự là mức là tầm 10, 12, 12.3. Về chiến lược cho mã cổ phiếu này á, về chiến lược cho mã cổ phiếu này á, nếu mà trong tuần tới, nếu mà giá nó không có thấp hơn ở vùng giá 9.9.2 thì nhiều khả năng là nó sẽ cho một cái tín hiệu hồi đó, thì khả năng là nó sẽ hồi lên lại được là tầm cỡ 11 cho đến là 11.7. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là TCB. Về TCB á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về TCB á, về TCB thì tốt nhất chúng ta cũng cũng nên về cũng nên đứng ngoài, bởi vì trong xu hướng trong trung hạn và xu hướng dài hạn của nó đều là một xu hướng giảm, thì còn trong ngắn hạn của nó thì nhiều khả năng á, nó sẽ cho một cái tín hiệu là hồi, và nó sẽ test lại cái vùng là từ 19.9 cho đến mức là 20.5 đó. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VCB. Về VCB á, thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về VCB á, thì nó đang có quanh mức hỗ trợ là mức là từ đây là mức hỗ trợ trong trong trung hạn, trong dài hạn của nó đang là mức là 52.3 cho đến mức là 58.
Còn về trong hỗ trợ trong trong trung hạn của nó thì nó đang đang quanh mức hỗ trợ là ở mức là từ 65 cho đến mức là 72, thì quanh đây là mức hỗ trợ trong trung hạn của nó. Thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua mua lướt ở đây cũng được, và chúng ta sẽ đặt mục tiêu kỳ vọng được là khả năng là nó sẽ lên là được là tầm cỡ 78 cho đến mức là 80. Thì đó là chiến lược cho mã cổ phiếu Vietcombank. Tiếp theo là chuyển qua VHM. Về VHM thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về VHM thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này, bởi vì trong trong trung hạn của nó vẫn là có một xu hướng giảm, mà nhiều nếu mà trong tuần tới nếu mà có nó có nhịp hồi á thì nhiều khả năng là nó chỉ hồi lên được quanh là mức từ 72 cho đến mức là 79. Tiếp theo là chuyển qua mã vì với VIX. Về VIX á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về VIX á thì nó đang có mức hỗ trợ này. Đây là hỗ trợ trong 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 dài hạn của nó đang là quanh mức là từ 64 cho đến mức là 73. Còn trong kháng đó, còn trong trung hạn đó, thì nó đang có mức hỗ trợ là quanh mức là từ 80. Từ 80 cho đến mức là 84. Và kháng cự của nó đang là mức là 108. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu VIX thì tốt nhất là nếu mà muốn nắm giữ trong trung hạn thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh quanh cái mức này. Còn về ngắn hạn hơn á thì tốt nhất là chúng ta nên 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 quan sát về mã cổ phiếu này thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Vietjet. Về Vietjet thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Về Vietjet á thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này, bởi vì trong xu hướng trong trung hạn của nó vẫn đang là trong cái quá trình của nó đang là đi tìm đáy, thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Vinamilk. Về Vinamilk á thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về Vinamilk á thì nó đang có mức hỗ trợ là mức là 87. Đây là mức hỗ trợ trong trung hạn, và kháng cự của nó đang là ở mức là 100 106. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu Vinamilk á thì tốt nhất là trong ngắn hạn thì chúng ta quan sát, nếu mà nó vượt qua được mức là 106.5 thì chúng ta có thể là xem xét mua vào. Còn muốn nắm giữ trong trong trung hạn và dài hạn thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức là 87. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VPBank. Về VPBank á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng. Tuy nhiên á trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm mạnh. Thì về VPBank á thì nó đang có mức kháng cự là mức là 24. Thì về chiến lược cho mã cổ phiếu VPBank này á thì nếu mà trong trong tuần tới nếu mà giá nó không có thấp hơn ở mức là ở 20.8 thì nhiều khả năng là nó sẽ cho một cái tín hiệu hồi, và khả năng là nó sẽ điều chỉnh lên lại là quanh mức là từ 24 cho đến mức là 24.5. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VRE. Về cổ phiếu VRE thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về chiến lược cho mã VRE này á thì tốt nhất là chúng ta nên nên đứng ngoài, bởi vì VRE vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là đảo chiều cả. Thì vừa rồi mình đã phân tích các mã cổ phiếu trong rổ VN30. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.